Chào các bạn, tên tôi là Đàm Quốc Hiển, đến từ Hội Người Mù quận Tây Hồ. Hưởng ứng cuộc thi sáng tác do Hội Người Mù thành phố Hà Nội phát động, nhân dịp tổng kết 20 năm cuộc vận động hai vượt bốn rèn năm phấn đấu, tôi xin có bài thơ với nhan đề 20 năm một hành trình. Thời gian trôi 20 năm về trước, hội chúng ta phát động một phong trào, người khiếm thị cùng nỗ lực vươn cao, quyết phấn đấu theo kịp đà đất nước. Buổi bắt đầu bao khó khăn phía trước, những băn khoăn uẩn khúc đang đợi chờ, những rào cản như bầy nhện răng tơ ngăn chân bước, rối bời trong suy nghĩ, thiếu niềm tin làm nhụt đi ý chí, giấu mình sâu trong tấm kén an bài. Cứ như vậy, liệu sẽ có một ai vững chân bước đến ngày mai tươi sáng? Truyền thống hội đã trải qua năm tháng, vượt gian nan tạo vị thế vững vàng. Song chúng ta vẫn cần một hành trang sẵn sàng trước mọi khó khăn thách thức, trăn trở hoài thành động lực thôi thúc, phải cùng nhau vạch rõ một con đường, lời Bác dạy sáng lấp lánh như gương, tàn không phế kim chỉ nam soi bước. Người khiếm thị dù lớp sau lớp trước, cây mỗi hoa mỗi cảnh mỗi gia đình, cùng đồng lòng hướng đến ánh bình minh, chân trời mới đón chờ ta phía trước. Quyết tâm rồi không dừng ở mong ước, thời gian trôi chẳng nán đợi một ai, hai vượt đây đạp lên những chông gai, vượt gian khó không rào nào cản bước. Bầu nhiệt huyết thổi bùng lên ngọn đuốc, hun đúc thêm ý chí đã định hình, rèn kỹ năng từ sức mạnh nội sinh, rèn trí lực để tiếp thu kiến thức. Muốn khỏe mạnh phải rèn thêm thể lực, rèn tác phong lối sống thật chan hòa, miệng tươi cười luôn hát những khúc ca, năm phấn đấu tinh thần thêm phong phú, phấn đấu sao cho cuộc sống đầy đủ, có bản lĩnh chính trị thật vững vàng, chọn niềm tin dưới cờ đảng vinh quang, góp công sức cùng dựng xây đất nước. 20 năm một hành trình mơ ước, hòa nhịp chung vào cuộc sống cộng đồng. 20 năm ghi nhận những thành công, để hôm nay ta tự tin bước tiếp. 20 năm với tinh thần hào hiệp, hãy tiến lên, người khiếm thị thủ đô.